Trong vài năm trở lại đây, bộ môn thể thao bida của Việt Nam ở các thể loại đang ngày càng có xu hướng phát triển, thu hút được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ trong và ngoài nước. Chỉ tính riêng trong năm 2018, các cơ thủ Việt Nam trên đấu trường quốc tế đã đạt được nhiều thành tích cao như Trần Quyết Chiến, Mã Minh Cẩm, Nguyễn Quốc Nguyện, Ngô Đình Đại, Dương Anh Vũ. Hòa cùng làn gió đổi mới và phát triển của cả nước, Bình Dương hôm nay đang được biết đến là địa phương ngày càng văn minh hiện đại, phố thị sầm uất. Nhu cầu của người dân về văn hóa xã hội, thể dục thể thao cũng dần được nâng cao. Nhằm tạo điều kiện cho các tay cơ bida của Bình Dương được cọ sát, học hỏi kinh nghiệm thi đấu với các tay cơ mạnh của quốc tế, tỉnh Bình Dương cũng thường xuyên tổ chức các giải bida mang tầm vóc quốc tế, thu hút được hàng trăm cơ thủ trong và ngoài nước đến tham gia. Câu lạc bộ bida Á Châu, điểm đến của các cơ thủ chuyên nghiệp. Để chung tay phát triển bộ môn thể thao giải trí, nghệ thuật này, thì sự ra đời của câu lạc bộ bida Á Châu là một minh chứng. Tọa lạc tại số 143A đường Huỳnh Văn Lũy, thành phố Thủ Dầu Một, với một không gian thoáng mát và rộng rãi, nơi đậu xe đều được các nhân viên tận tình giữ gìn an toàn. Trong câu lạc bộ có tất cả 5 bàn bida Lip, 2 bàn bida lỗ thương hiệu Thanh Minh và đặc biệt là bàn bida Carol 3 băng mang thương hiệu Min đều đạt tiêu chuẩn quốc tế. Để có được những đường đánh bi đẹp mắt cùng các trận đấu giao lưu học hỏi đạt chất lượng cao thì sự phục vụ tận tình chu đáo như chăm sóc mặt bàn, băng, bi, từng cây cơ luôn là tiêu chí hàng đầu của câu lạc bộ. Câu lạc bộ bida Á Châu cũng thường niên tổ chức các giải bida mang ý nghĩa giao lưu học hỏi, giúp các tay cơ của Việt Nam nói chung và Bình Dương nói riêng được dịp thi đấu cọ sát, ngày càng hoàn thiện kỹ năng và tâm lý thi đấu ở đấu trường quốc tế. Giải đấu đã thu hút được hàng trăm tay cơ từ nhiều nơi đến tham gia. Với mong muốn sẽ góp phần đưa bộ môn bida của tỉnh nhà phát triển ra tầm cao thế giới. Hiện tại, câu lạc bộ đang nhận đào tạo các bạn từ sơ cấp đến cao cấp có đam mê về môn thể thao bida lip, carol ba băng và bida lỗ với sự giảng dạy tận tình của các cơ thủ đã từng đạt nhiều giải thưởng cao. Mang tâm nguyện sẽ là điểm đến của các cơ thủ chuyên nghiệp với mục tiêu phát triển lâu dài bền vững và mong muốn trở thành một nơi vui chơi giải trí tốt nhất về chất lượng lẫn dịch vụ. Câu lạc bộ bida Á Châu sẽ luôn nỗ lực hết mình và không ngừng mang đến sự hài lòng tốt nhất cho các cơ thủ chuyên nghiệp, từ đó thúc đẩy nền thể thao bộ môn bida nước nhà ngày càng vươn xa. Câu lạc bộ bida Á Châu, điểm đến của các cơ thủ chuyên nghiệp.